Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Tri ăn một đêm cuối trước ly hôn, chẳng ngờ chồng gài bẫy khiến tôi ôm hận. Sau nhiều đêm ôm co suy nghĩ, tôi đã viết lá đơn ly hôn, một thứ tôi chưa từng nghĩ đến khi bắt đầu mối quan hệ này. Có lẽ vì anh luôn thấy tôi chung thủy một lòng với anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho nên anh mới coi thường tôi như vậy. Tôi và chồng tính đến nay cũng yêu nhau gần 5 năm, con tôi năm nay đã được hơn 2 tuổi, nhưng hai đứa thì mới chỉ cưới nhau được 1 năm. Bọn tôi có con trước cũng vì nhiều lý do, vì vậy chỉ đến khi con hơn 1 tuổi thì chúng tôi mới nên duyên vợ chồng. Chồng tôi trước đây có học cao đẳng, nhưng rồi ra trường, mất vài năm vẫn không tìm kiếm được việc làm đúng ngành nghề. Thời buổi này bằng đại học còn khó chứ nói gì đến tấm bằng cao đẳng. Sống mãi trong cảnh đó không được, nên chồng tôi quyết đi theo một người bạn đi làm xây dựng. Anh em có miếng cùng ăn, cùng sống. Anh bạn đó đi đâu, chồng tôi thì theo đấy. Trước đây anh là một người rất hiền lành và sống tình cảm, chiều chuộng vợ con. Thế nhưng từ ngày hai đứa chưa cưới nhau mà tôi mang chữa, anh ấy bắt đầu làm bạn với rượu chè. Đàn ông thì khó có thể bảo không một giọt rượu bia. Tôi cũng nghĩ vậy nên thông cảm với anh. Nhưng mọi sự cứ càng ngày càng trở nên quá quắt, đặc biệt là sau khi hai đứa về chung một nhà. Bình thường chồng tôi sẽ đi làm khoảng 7 giờ là về đến nhà nếu như công trình ở gần, còn nếu ở xa hơn thì đôi tuần về một lần. Dân xây dựng thì có mấy ai hay được gần gũi với gia đình. Ấy vậy mà, khi có cơ hội anh ấy lại rượu chè đến khuya mới về. Chưa hết, về nhà lại còn nồng nặc mùi rượu. Anh bắt đầu kiếm cớ cãi nhau, rồi thấy vợ nói dăm ba câu là động tay động chân. Tôi không thể nhớ nổi là mình đã khóc bao nhiêu đêm, ôm con trong tay mà chỉ ước nguyện mọi chuyện là ác mộng, không phải sự thật. Thế rồi sau những trận đòn roi đó, sáng hôm sau tỉnh rượu, anh lại xin lỗi tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có ai là không giận không hẳn khi bị chính người đàn ông đầu áp tay gối đánh đập đâu. Thế nhưng tôi còn con cái, thằng bé thì rất quấn bố và trộm vế khỏe mạnh ngoan ngoãn. Tôi từng nghe những tâm sự của những đứa bạn lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình cha hoặc là tình mẹ. Vì vậy tôi thực sự cảm thấy rất đáng thương, tôi không muốn là con mình phải ra nông nỗi ấy. Tôi lại nhẫn nhịn và cố quên đi mọi thứ để tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi biết là bản chất anh ấy không xấu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại nát rượu đến như vậy. Và khi đã say là không kiểm soát được mình, lấy những trận đòn roi kia ra làm niềm vui. Tôi đang nghĩ rồi dần dần sẽ giúp cho chồng cai rượu, anh ấy sẽ trở lại là một người chồng, người cha của ngày xưa. Nhưng không. Gia đình anh biết chuyện mà không làm gì. Họ nói với tôi rằng, người say thì có biết gì đâu. Và giờ có nói thì cũng như thế. Nhà mẹ đẻ tôi thì không hề biết chuyện vì tôi không muốn nói ra sự thật này. Trước đây khi con gái ánh bụng chữa mà không được cưới, tôi biết họ đã phải chịu nhiều nỗi niềm lắm rồi. Tôi không muốn bố mẹ phải suy nghĩ thêm về mình. Sự lựa chọn này, sai hay đúng cũng là do tôi. Hôm đó cũng như nhiều lần khác, anh về nhà khi đồng hồ đã quá 12 giờ. Anh quát tháo rồi nói tôi kiểm soát chồng, tôi không đưa tiền cho chồng, không coi chồng ra gì, rồi dùng đủ mọi lời mạt sát tôi. Con đang ngủ nghe thấy tiếng động to, con tỉnh dậy khóc. Tôi vội chạy đến bế con, thì không ngờ anh ta còn chạy theo tát tôi một cú trời giáng. Bố trêu mẹ, bố trêu mẹ. Thằng bé vừa khóc vừa nói, trước mặt con mà anh ta lại dám làm cái trò này. Ngay trong khoảng khắc ấy, tôi đã quyết định là lần này sẽ chấm dứt tất cả. Một người đàn ông khi nghe con vừa khóc vừa nói như vậy, vẫn lao vào đánh vợ tới tấp vì say xỉn, thì không đáng để làm chồng. Bản thân tôi 5 năm nay, chưa một ngày sống phụ thuộc tiền vào chồng. Tôi cũng có công việc, có thu nhập để nuôi con. Tôi cũng sống kính trọng với nhà chồng, chưa từng bị điều tiếng gì. Tôi cũng đã nín nhịn nhiều, nhưng có lẽ là điều đó càng khiến cho anh ta lên mặt. Sau nhiều đêm ôm con suy nghĩ, tôi đã viết lá đơn ly hôn. Mọi thứ tôi chưa từng nghĩ đến khi bắt đầu mối quan hệ này.
Có lẽ vì anh luôn thấy tôi chung thủy, một lòng với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho nên anh mới coi thường tôi như vậy. Vẫn như mọi lần, anh xin lỗi tôi, thậm chí là quỳ xuống khóc lóc. Anh nói sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu. Anh biết tôi vẫn còn yêu anh, cho nên đã tìm mọi cách cầu xin tôi tha thứ. Đúng vậy, tôi vẫn còn tình cảm, nhưng trong lòng tôi thì đã chết mòn từ lâu. Giờ đây tất cả còn ý nghĩa gì đâu. Đêm đó anh cầu xin bên tôi một lần cuối trước khi hai đứa trở thành người dưng. Tôi đồng ý vì dù sao trong lòng vẫn còn vương vấn tình cảm. Tôi chẳng thể ngờ được anh lại cài bẫy tôi. Anh đem chọc thủng chiếc bao cao su đó. Ngày tòa hẹn ra giải quyết lần đầu cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi khóc, không phải vì hạnh phúc mà vì mình đã sai thêm một lần nữa. Anh ta biết tôi rất nặng lòng với con nên chắc chắn sẽ không dám ly hôn. Nhìn chiếc que hiện lên hai vạch, tôi bối rối không biết phải làm sao. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.